Ủa anh Quỳnh Phương, lâu quá mới gặp anh. Dạo gần đây nghe nói anh có cái lấn cấn gì với Vinh Râu hả? Sao có tập thì có anh, không có thằng Vinh, tập có thằng Vinh không có anh? Mình nghĩ thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Tại vì một phần là Phương cũng bận đi một vài dự án ở bên ngoài, rồi chưa có thời gian sắp xếp quay cho Pháp. Còn cái chuyện mà với Vinh Râu thì anh em vẫn làm việc bình thường thôi, thì nói chung là công việc là chính thôi. Thì lên vẫn chắc là do kịch bản nên không có cảnh diễn chung với nhau. Còn nếu như có cảnh diễn chung thì mình cũng diễn bình thường thôi mà, không sao, không vấn đề. Thật ra là Phương là đang lấn cấn camera, cảnh nào có Phương là camera không quay. Không, em bình thường, em không vấn đề chứ á. Bình thường, có gì đâu.